Luật sư X đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn. Cầu thủ bóng đá nhận thưởng thì có phải nộp thuế hay không? Hân hoan với chiến thắng của đội tuyển Argentina đương kim vô địch mùa giải World Cup năm 2022, nhiều fan bóng đá đã vô cùng thích thú và chúc mừng chiến thắng của đội tuyển cũng như là cái tên được xướng nhiều nhất, đó chính là Lionel Messi. Anh đã có một trận đấu hết sức cảm xúc và trở thành huyền thoại sống trong làng bóng đá. Nhiều fan bóng đá hỏi vui với nhau là Messi được thưởng lớn như thế này thì liệu có phải nộp thuế hay không? Theo một bài viết thì nhà báo Alfredo Martinez đã từng nói là Messi có một khoản thu nhập rất cao, tuy nhiên thì anh cũng phải chịu các khoản thuế cao nhất tại đất nước của mình. Anh phải đóng thuế thu nhập cá nhân, thuế quảng cáo, thuế tài sản hay thậm chí là thuế bản quyền hình ảnh. Vậy thì đối với những khoản tiền thưởng lớn như trong mùa giải World Cup vừa rồi thì Messi có phải nộp thuế hay không? Việc mà Messi có phải nộp thuế hay không thì sẽ tùy thuộc vào quy định của pháp luật tại quốc gia của anh, tại Argentina, liên quan đến việc cầu thủ bóng đá có phải nộp lại khoản thuế liên quan đến tiền thưởng hay không. Và mỗi một quốc gia thì sẽ có những quy định khác nhau liên quan đến việc đóng nộp thuế. Và như chúng ta đã biết thì với chiến thắng ngày hôm qua, đội tuyển Argentina được nhận tiền thưởng với giá trị là 81 triệu đô. Và chúng ta có thể tính một phép tính đơn giản, nếu như chia cho ban huấn luyện cũng như các thành viên trong đội tuyển thì mỗi người có thể nhận được mức thưởng là 2,5 triệu đô, tương đương với 59 tỷ đồng Việt Nam. Và đối chiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam thì với giá trị tiền thưởng như vậy thì Messi sẽ có thể phải nộp tiền là 5,9 tỷ, tương đương với 10% giá trị tiền thưởng mà anh được nhận theo quy định tại thông tư số 111 năm 2013, thông tư của Bộ Tài chính. Tuy nhiên thì Messi không ở Việt Nam và đương nhiên anh sẽ không cần phải nộp khoản tiền này, và số tiền trên đây chỉ mang tính chất là tham khảo. Và theo thông tư số 111 năm 2013 kể trên thì giải thưởng mà đội tuyển Argentina đã được trong mùa giải World Cup thuộc những trường hợp được miễn trừ, không cần phải nộp thuế. Và nếu như trong thời gian tới đây đội tuyển Việt Nam tham gia các mùa giải như là mùa giải World Cup, AFF Cup hay là SEA Games và vô địch thì sẽ phải nộp thuế như thế nào? Theo quy định tại điểm E khoản 2 điều 2 thông tư số 111 năm 2013 thông tư của Bộ Tài chính hay còn gọi là thông tư số 111 kể trên thì đối với những khoản tiền thưởng là tiền hay là không phải là tiền, là thưởng hiện vật, hiện kim thì sẽ phải nộp thuế đối với những khoản tiền thưởng này, chỉ trừ những trường hợp tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia hay là các giải thưởng quốc tế, giải thưởng khu vực mà được nhà nước Việt Nam công nhận thì sẽ không cần phải nộp thuế. Như vậy nếu như mà theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể theo thông tư số 111 thì nếu như đội tuyển Việt Nam mà đạt được danh hiệu vô địch mùa giải AFF Cup hay là vô địch SEA Games thì sẽ không cần phải đóng tiền thuế đối với những khoản tiền thưởng được nhận trong các mùa giải này. Vậy thì các bạn thấy sao đối với những quy định của pháp luật kể trên đây? Và các bạn có ý kiến gì? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Và nếu như các bạn thấy thông tin trên đây là hữu ích, hãy để lại cho luật sư X một like và một subscribe vì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin bổ ích hơn. Luật sư X đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn.